Mới đây, Thương vụ Việt Nam tại Anh thông tin, một số siêu thị ở Anh đã dừng bán thanh long Việt Nam và chuyển sang bán thanh long Tây Ban Nha hoặc Campuchia. Nguyên nhân là do vừa qua, Cục Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh FSA và Cục Tiêu chuẩn Thực phẩm Scotland FSS đã có bằng chứng thực tế, phân tích khoa học về thanh long Việt Nam có dư lượng thuốc trừ sâu, tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe người tiêu dùng. Do đó, FSA và FSS dự kiến đề xuất đưa trái thanh long Việt Nam từ phụ lục 2, sản phẩm phải được xét nghiệm và được cấp giấy chứng nhận an toàn tại Việt Nam trước khi xuất khẩu, sang phụ lục 1, là sản phẩm phải được xác minh và tái kiểm thực tế 50% tại cảng đến trước khi được phép lưu thông trên thị trường. Sau khi có thông tin này, cơ quan kiểm dịch thực vật và chịu trách nhiệm về đảm bảo an toàn chất lượng nông sản, trái cây xuất khẩu là Cục Bảo vệ Thực vật và Văn phòng SBS Việt Nam đều thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn lại khẳng định chưa nhận được thông tin này từ cơ quan chức năng của Anh. Còn theo Cục Bảo vệ Thực vật, từ năm 2020 đến tháng 7 năm 2023, Việt Nam chỉ xuất khẩu sang Vương quốc Anh 193 lô với khoảng 625 tấn thanh long tươi và đông lạnh. Đối với thị trường Anh đến nay, Văn phòng SBS Việt Nam chưa nhận được thông báo vi phạm nào. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cũng cho biết đang phối hợp với Văn phòng SBS Việt Nam kiến nghị Vương quốc Anh giữ nguyên tần suất kiểm tra 20% và đề nghị cung cấp hồ sơ đánh giá nguy cơ để thay đổi tần suất kiểm tra an toàn thực phẩm đối với thanh long Việt Nam.